liên quan tới hoạt động lấy máu học sinh xét nghiệm HIV của nhóm Bông Hồng Đen ở số 44 Nguyễn Hữu Cầu, quận Đồ Sơn, Hải Phòng. Do bà Đinh Thị Út, 52 tuổi, ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, phụ trách, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng vừa ra quyết định xử phạt bà Út 7,5 triệu đồng theo Nghị định 124/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Quyết định xử phạt được ban hành trên cơ sở kết quả làm việc và kiểm tra của Sở Y tế Hải Phòng với nhóm Bông Hồng Đen và một số học sinh ở quận Đồ Sơn. Theo Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng, vi phạm của nhóm Bông Hồng Đen được xác định là thực hiện xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người đó. Ngày 24 tháng 8, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho hay đang củng cố hồ sơ xử lý Dương Thị Đài Trang, 27 tuổi, ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Theo đó, Trang khai nhận do làm ăn bị thua lỗ, nợ nần, nên thấy gia đình chồng có tiền vàng để bên ngoài, liền nảy sinh lòng tham. Đợi nhà chồng đi vắng, Trang lấy cắp 2 lượng vàng 24K, 50 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 1 máy tính bảng. Sau khi tạo hiện trường giả, Trang cùng gia đình chồng đến công an địa phương trình báo bị trộm đột nhập vào đêm ngày 22 tháng 8. Xem xét dấu vết hiện trường, đồng thời nhận thấy lời khai của Trang mâu thuẫn. Công an xác định có khả năng đây là hiện trường giả và Trang đã báo tin sai sự thật. Sau đó, Trang đã thừa nhận hành vi phạm tội. Ngày 24 tháng 8, đại diện lãnh đạo phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang cho biết, phường vừa phối hợp phòng văn hóa thông tin, đội quản lý trật tự đô thị thành phố Phú Quốc thu gom và buộc cam kết giải tán 4 nhóm thầy trò đường tăng, thường xuyên chèo kéo làm tiền du khách. Một số chủ hộ kinh doanh ở chợ đêm Phú Quốc cho biết, ban đầu chỉ có một nhóm thầy trò đường tăng đi bán bánh kẹo với giá 15.000 đồng đến 20.000 đồng một gói. Sau khi khách mua bánh kẹo, nhóm này sẵn sàng tạo dáng để khách chụp ảnh lưu niệm. Tạo hình vui mắt, cử chỉ lời nói của nhóm cũng hiền hòa, khiến nhiều du khách thích thú. Tuy nhiên, thời gian sau, chợ đêm Phú Quốc xuất hiện thêm mấy nhóm thầy trò đường tăng khác. Họ chia nhau đứng trước, trong và cổng sau chợ để chèo kéo du khách. Có trường hợp du khách không hỏi giá trước nên sau khi chụp ảnh đã bị nhóm thầy trò đường tăng thu phí từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Đây là lần thứ hai chính quyền thành phố Phú Quốc xử lý các nhóm trên bằng hình thức nhắc nhở, buộc cam kết không tái phạm. Nếu còn tiếp diễn, địa phương sẽ tiến hành các biện pháp xử lý mạnh. Ngày 24 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong vì bệnh tay chân miệng. Đây là trường hợp tử vong thứ hai tính từ đầu năm 2023 đến nay. Theo đó, bệnh nhi tử vong 2 tuổi, xã Tân Tiến, huyện Ca Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Theo người nhà, ngày 16 tháng 8, cháu có triệu chứng sốt cao 39 độ. Đến ngày 20 tháng 8, cháu xuất hiện nhiều mụn nước ở lòng bàn tay chân, loét miệng, được gia đình đưa vào trung tâm y tế huyện Ca Rông Bắc điều trị. Ngày 21 tháng 8, cháu được chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy hô hấp độ 4, phù phổi cấp, viêm cơ tim, nhiễm trùng huyết. Đến 23 giờ cùng ngày, bệnh nhi tử vong. Trước khi mắc bệnh, bệnh nhi có chơi chung đồ chơi và tiếp xúc trực tiếp với một bệnh nhân nghi mắc bệnh tay chân miệng, tạm trú tại xã Giang Cang, huyện Ca Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 24 tháng 8, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vẫn đang tích cực lặn tìm một người mất tích trong vụ chìm ghe tải sắt chở xi măng xảy ra trên sông Cổ Chiên, Vĩnh Long vào chiều ngày 23 tháng 8. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 23 tháng 8, anh Phan Văn Tèo, 42 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, chủ ghe tải sắt trọng tải gần 100 tấn và cũng là người trực tiếp điều khiển chiếc ghe trên chở theo xi măng lưu thông trên sông Cổ Chiên, hướng từ Sài Gòn về Kiên Giang. Cùng đi trên ghe có chị Lê Thị Thúy Vân, 33 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, ông Đỗ Bá Trung, 60 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp và anh Nguyễn Hữu Nghị, 44 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực thủy phận xã Quế An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, chiếc ghe bất ngờ gặp sự cố và bị lật. Anh Tèo, chị Vân và ông Trung được người dân địa phương dùng ghe cứu vớt đưa vào bờ an toàn, riêng anh Nghị mất tích. Ngày 24 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Bình, sinh năm 1993 ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội,
cầm đầu đường dây mang thai hộ, mức án 5 năm 6 tháng tù về hai tội: tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Liên quan đến vụ án, vợ chồng em gái bị cáo Bình là Đinh Thị Thiện, sinh năm 1995, Nguyễn Bá Minh, sinh năm 1990, cùng bị tuyên 5 năm tù. Dư Văn Linh, sinh năm 1989, chồng bị cáo Bình, bị phạt 2 năm tù. Dư Văn Kiên, sinh năm 1982, anh trai bị cáo Linh, 8 tháng tù. Dư Văn Giang, sinh năm 1984, anh trai bị cáo Linh, 15 tháng tù. Và Lê Văn Đạo, sinh năm 1983, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội, 9 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Khoảng đầu năm 2021, Bình đến Bệnh viện Đa khoa 16A Hà Đông, Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Đức Phúc, để làm quen với những người có nhu cầu nhờ mang thai hộ. Bình thỏa thuận chi phí mang thai hộ từ 650 đến 700 triệu đồng một trường hợp, mang thai đôi thì phải trả thêm từ 30 đến 50 triệu đồng và phải thanh toán theo giai đoạn do Bình đặt ra. Để tìm người phụ nữ mang thai hộ, Bình lên mạng xã hội Facebook tham gia hội mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, giúp các gia đình vô sinh hiếm muộn, đăng nhiều bài viết tuyển người mang thai hộ với giá từ 230 đến 250 triệu đồng, được nuôi ăn ở, chăm sóc miễn phí. Sau khi tuyển xong, Bình đưa những người này về căn hộ chung cư do Bình thuê để chờ xét nghiệm khi có người thuê mang thai hộ. Sau khi thiết lập đường dây mang thai hộ, Bình rủ chồng là Dư Văn Linh cùng tham gia. Linh có nhiệm vụ đưa những người mang thai hộ đi nộp hồ sơ, khám xét nghiệm, thụ tinh tại Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Đức Phúc, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bình cũng lôi kéo vợ chồng em gái, hai anh chồng cùng tham gia. Kết quả điều tra xác định, từ giữa năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, đường dây này đã tổ chức mang thai hộ 8 vụ. Bình thu lợi bất chính 232 triệu đồng, Đạo hưởng lợi 15 triệu đồng. Ngoài ra, Minh Thiện Bình còn làm giả hàng chục giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong đó, vợ chồng Thiện được hưởng lợi 10 triệu đồng. Ngày 24 tháng 8, Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Lâm Đức, sinh năm 1992, Nguyễn Văn Định, sinh năm 1995, Trần Xuân Hiền, sinh năm 1995, Trần Văn Nam, sinh năm 1991 và Trần Văn Mười, sinh năm 1990, cùng ngụ xã Bình Hải, về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, khuya ngày 2 tháng 6, ông H, sinh năm 1986, ngụ thôn Kim Đới, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, cùng chủ lô hàng tôm là bà C, sinh năm 1980, ngụ xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, điều khiển xe ô tô tải đông lạnh chở tôm đi tiêu thụ. Khi đến quán nhậu thuộc thôn Đồng Trì, xã Bình Hải, năm đối tượng trên cho rằng xe chở tôm gây ảnh hưởng đến bữa nhậu của mình, nên ra chặn xe, đập bể kính chắn gió, gương chiếu hậu xe ô tô, gây thương tích cho tài xế.